chiều ngày 25 tháng 6 tại Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố Mới Bình Dương, Ban tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 đã tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2022 cho các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày hội đã thu hút 28 gia đình tham gia vào hai hoạt động gồm nấu ăn, gia đình vui nhộn, phần thi nấu ăn với chủ đề mâm cơm hạnh phúc có sự tham gia của 10 gia đình với các món ăn đa dạng, hấp dẫn. Phần thi gia đình vui nhộn có 18 gia đình tham gia các hoạt động gia đình năng khiếu và gia đình khỏe mạnh với các tiết mục văn nghệ năng khiếu đặc sắc và các trò chơi vui nhộn. Đến với ngày hội thi nấu ăn, chú Lợi ở thành phố Thủ Dầu Một vui mừng chia sẻ. Cái này một cái ý nghĩa rất lớn cho những người phụ nữ Việt Nam chúng ta có một cái ngày mà coi như ngày gia đình hạnh phúc, là coi như gia đình chúng tôi rất hạnh phúc được tham dự cái chương trình của tỉnh. Hồi trước tới giờ chúng tôi dự gia đình của phường, thành phố, nhưng hôm nay là chúng tôi dự cuộc thi của tỉnh. Chúng tôi rất vui mừng. Tôi cũng mong rằng cái hội thi này hàng năm tổ chức cho các gia đình khác chứ không phải như gia đình tôi. Đến với ngày hội thi văn nghệ, gia đình chị Diệp Thị Mai đến từ thành phố Thuận An hào hứng chia sẻ. Rất là vui và được kết nối. Thì thật sự ra là gia đình cũng thường xuyên là kết nối, hai bé cũng như là ba mẹ cũng thường xuyên là kết nối với nhau. Thì hôm nay thật sự là tham gia các chương trình này thấy nó rất sự là ý nghĩa và rất là vui. Cái nhà mình chơi cái này. Yeah. Có mặt tại ngày hội, bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương chia sẻ. 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương rất là vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và với lại tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam. Đây là một ý nghĩa rất là quan trọng và cũng là cơ hội để cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện được cái nhiệm vụ của mình. Dù bận rộn lo toan những cái công việc ở đâu hoặc là cũng xã hội công việc của mình, nhưng gia đình mãi mãi vẫn là một cái mái ấm, vẫn là cái nơi truyền lửa, là cái động viên tinh thần nhất khi chúng ta mệt mỏi và xua tan đi bộn bề cuộc sống. Và gia đình là hạnh phúc thì xã hội bình an.